Xin chào các bạn đến với kênh YouTube Willow. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách setting để có thể quay video với chiếc Canon R cho ra chất lượng video tối ưu nhất nhé. Đầu tiên chúng ta đến với việc chọn thẻ nhớ để quay phim. Thì đối với các dòng máy ảnh Canon, các bạn không cần chọn thẻ nhớ xịn giống như các dòng ảnh Sony, mà chúng ta dùng máy ảnh thẻ nhớ nào cũng được. Nhưng mà mình vẫn khuyên các bạn là lên chọn thẻ nhớ tầm 64GB trở lên nhé, thì chúng ta có thể lưu trữ được ổn định hơn, tốt hơn. Đến với phần thứ hai là phần setup chất lượng video khi quay phim. Thì để có thể setup được chất lượng video khi quay phim một cách tối ưu nhất thì các bạn cần chuyển cho mình về cái mode quay phim nhé. Chuyển bằng cách là chúng ta nhấn vào cái nút mode ở trên này này. Đó, và chúng ta nhấn vào cái phần info này ở đây này, thì nó sẽ chuyển từ chụp hình sang quay phim. Đó, khi mà màn hình của chúng ta hiện lên như thế này rồi thì tức là máy đã chuyển sang chế độ quay phim. Đó, thì ở đây có rất nhiều tùy chọn, cũng giống như các cái chế độ ở trong chụp ảnh vậy, thì các bạn chọn cho mình cái chế độ M nhé, để chúng ta có thể chỉnh được sâu hơn và kỹ hơn. Đó, chúng ta chọn cho mình chế độ M. Tiếp theo thì các bạn nhấn cho mình vào nút Q ở bên góc bên phải màn hình này. Đó, thì ở đây chúng ta cần phải chỉnh những cái thứ như sau. Đầu tiên các bạn chọn vào phần này này. Đó, các bạn nhấn vào đây luôn. Đó, thì các bạn nhìn trên màn hình của chúng ta có rất là nhiều những cái phần chế độ để chúng ta có thể chọn cái phần chất lượng hình ảnh của chúng ta phải chọn khi chúng ta quay phim từ chiếc máy ảnh này. Đó, thì để có thể đọc hiểu các phần này thì chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn ngay sau đây nhé. Đầu tiên là nó có những cái tùy chọn, bốn cái tùy chọn mà có chữ 4K ở đầu này, thì nó sẽ quay ra cho mình cái chất lượng video với độ phân giải là 4K. Thì nhưng mà đối với máy ảnh Canon R này thì mình khuyên các bạn là không nên chọn cái chất lượng 4K này nữa, bởi vì khi các bạn chọn 4K, các bạn để ý này, đó, mình chuyển từ Full HD sang 4K nhé, nó sẽ crop cái khung hình vào rất là nhiều. Đó, nó rất crop rất là nhiều luôn đấy, các bạn để ý cho xem. Đó, nó crop rất nhiều luôn, nên nó sẽ làm giảm chất lượng của chúng ta đi rất nhiều. Và cái file quay video 4K của dòng Canon thì nó không thực sự tốt. Nó không giống như dòng Sony, file quay của Canon thì file quay Full HD có khi cái chất lượng nó còn tốt hơn cả 4K ấy. Thì các bạn chọn cho mình, không nên chọn cho mình cái 4K nhé. Còn cái phần 4 cái tùy chọn HD ở bên phải này nhé, thì nó sẽ là chất lượng 1280x720, thì nó là chất lượng thấp, thì cái này các bạn không nên chọn nhé. Chất lượng nó bây giờ, cái chất lượng này nó thấp quá rồi. Đó, còn lại những cái tùy chọn Full HD ở đây nó có rất là nhiều tùy chọn. Đó, thì mình sẽ giải thích cho các bạn. Ở đây thì nó sẽ có những cái tùy chọn là 29,97 hoặc là 59,94 hay là 23,98 này. Thì đó, cái đó nó tức là nó hiển thị cho chúng ta là cái số khung hình khi chúng ta quay phim. Ví dụ như cái 23,98 này thì tức là nó chính là cái 24 khung hình đó. Còn cái này nó là 30 này, cái này nó là 60 này. Thì đó là cái phần số khung hình khi quay. Còn cái phần đuôi đằng sau là cái phần ONINCHA hoặc là IPB này, thì nó khác nhau ở một chỗ. Đó là cái ONI này, nó là cái chất lượng file nó chưa nén, nó sẽ cho ra cái chất lượng video nó tốt hơn để chúng ta có thể chỉnh sửa sâu hơn. Còn cái IPB này, tức là cái chất lượng file nó đã nén xuống rồi và nó sẽ có cái dung lượng nó ít hơn, bé hơn, cũng đồng nghĩa với việc là nó sẽ phục vụ cho cái việc chỉnh sửa kém hơn là cái phần ONI. Đó, thì các bạn, mình khuyên các bạn là nên chọn cái ONI nhá. Còn cái phần số khung hình thì các bạn nên chọn cái nào? Thì theo mình thì nếu như các bạn chỉ cần làm cái video đơn giản, video không cần phải làm slow motion, làm chậm, thì các bạn chọn cho mình là 24 nhé, 24 và ONI này, thì nó sẽ cho ra cái chất lượng hình ảnh nó giống với thực tế nhất, nó sát, cái số khung hình nó sát với thực tế nhất và nó có cái chất lượng hình ảnh cao hơn. Còn nếu như các bạn cần phải làm chậm, làm slow motion thì các bạn có thể chọn cho mình là cái 60 này, thì chúng ta sẽ có khả năng làm chậm nhiều hơn. Hoặc là tùy, các bạn có thể chọn 30 để chúng ta có khả năng làm chậm một chút thôi. Hoặc là đó, thì theo mình thì bạn nên chọn một trong hai cái là 60 và 24. Đó, nếu cần làm chậm thì cũng chọn 60 thôi, còn không thì cứ chọn 24 cho dễ quay. Tiếp theo đến phần chỉnh các thông số khi chúng ta quay phim. Thì với thông số đầu tiên là thông số tốc độ.
thì các bạn cũng chỉnh luôn ở trên màn hình cảm ứng cho mình là các bạn chỉnh cho mình là 1/100 đối với những cái điều kiện ánh sáng gọi là ổn, ánh sáng ok á. Còn nếu như với trời nắng gắt thì các bạn cứ tăng cái thông số tốc độ này lên cho mình, cũng không quá ảnh hưởng, không vấn đề đâu. Còn nếu như trường hợp mà ánh sáng nó bị kém, ánh sáng trong ví dụ như trời tối hoặc ánh sáng ít ánh sáng thì các bạn chỉnh cho mình thấp xuống 1/50 hoặc là 1/60 cũng được. Đó, nhưng các bạn không nên chỉnh quá thấp, ví dụ như 1/30 hay là 1/15 thấp quá thì nó sẽ bị những cái hiện tượng mà nó bị nhờ nhờ, bị nhòe nhòe giống như thế này nhá. Đó, nó sẽ bị giống như vậy. Đó thì lên mình khuyên là các bạn nên để 1/100 với điều kiện ánh sáng ok. Tiếp theo là thông số khẩu độ. Nó biểu thị bằng cái số F này này. Thì cái này các bạn cứ hiểu như thế này cho đơn giản là cái số này mà nó càng nhỏ thì nó sẽ càng thu được nhiều ánh sáng hơn, video của chúng ta sẽ càng sáng hơn. Và nó càng lớn thì video của chúng ta càng tối. Và một cái nữa là khi nó càng nhỏ, số nó càng nhỏ thì nó sẽ xóa phông nhiều hơn. Và số nó lớn thì nó sẽ xóa phông ít hơn. Đó, các bạn hiểu đơn giản cái này giống như vậy thôi. Đến cái thông số thứ 3 là số ISO. Thì cái này các bạn cứ để auto cho mình, cho nó tự tính toán cho nó dễ. Còn nếu như các bạn muốn chỉnh độ sáng thì các bạn chọn vào phần cộng trừ 0, cộng trừ AV ở đây. Đấy, chúng ta có thể chỉnh sáng lên hoặc tối đi ở đây thì ISO nó sẽ tự nhảy auto cho mình luôn. Tiếp theo đến với phần chỉnh lấy nét khi quay phim với Canon R. Đầu tiên để chỉnh từ AF sang MF thì các bạn cần phải gạt cái nút AF MF ở trên ống kính nhé. Hoặc là nếu như ống kính mà không có nút AF MF thì các bạn phải vào trong menu này. Các bạn vào trong menu và các bạn chọn cho mình ở đây nó có phần AF này. Các bạn chỉnh cho mình sang focus mode này, từ MF sang AF nhé, để chúng ta có thể lấy nét tự động khi quay phim. Đó, và cũng ở trong phần này luôn có rất nhiều cái để chúng ta chỉnh. Cái đầu tiên phần AF method này, đó nó sẽ chỉnh được những cái tùy chọn giống như này thì nó đã có hình minh họa rồi, nhưng mà theo mình thì các bạn chọn cho mình cái đầu tiên nhé, cái hình có cái mặt người này, nó sẽ tự động nhận diện mặt người và nó tracking, nó bám theo cái mặt đó để nó lấy nét khi chúng ta quay phim thì nó sẽ rất là ok luôn. Còn cái Eye Detection AF này thì cái này các bạn đọc hiểu nó là cái mắt này, nó thì nó sẽ tự động nhận diện mắt người khi quay phim. Thì các bạn bật Enable lên cho mình nhé, Enable tức là bật nó lên thì nó sẽ tự động nhận diện mắt người khi quay phim. Cuối cùng đến với phần chỉnh màu sắc khi quay phim thì chúng ta cũng nhấn luôn vào nút Q cho mình nhé. Đầu tiên đến phần chỉnh màu sắc thì chúng ta cần chỉnh hai thứ. Thứ đầu tiên đó là các bạn chỉnh cho mình cái white balance, các bạn chọn vào cái AWB này. Với các dòng máy đời mới hiện đại như này thì các bạn cứ chọn cho mình là auto nhé. Đó, hoặc là những cái này thì các bạn tùy các bạn chọn theo như các bạn thấy trên màn hình nó hiển thị mà các bạn thấy thích thì các bạn chọn. Nhưng mà theo như mình thì cứ auto thôi cho nó dễ. Cái thứ hai là cái picture style này. Đó, picture style thì nó cũng có auto luôn, nhưng mà theo mình các bạn không nên chọn auto nhé. Chúng ta chọn, các bạn chọn cho mình một cái đầu tiên là cái portrait, là cái chân dung này. Đó, còn cái phần bên trong info là các bạn cứ để mặc định thôi. Còn cái này thì chúng ta sẽ quay người, quay ra những cái video ăn liền luôn. Còn nếu như các bạn muốn quay để chúng ta hậu kỳ chỉnh sửa màu sắc thì các bạn chọn cho mình cái neutral này. Đó thì nó sẽ cho ra màu sắc trung tính để chúng ta chỉnh sửa video ở phần hậu kỳ. Vừa rồi là video hướng dẫn cách setting chiếc máy ảnh Canon R để chúng ta có thể quay video một cách tối ưu nhất. Nếu như các bạn cảm thấy những video như thế này hay và hữu ích thì hãy để lại cho chúng mình một like, một subscribe để chúng mình có thêm nhiều động lực làm thêm nhiều những video như này nhé.